Từng bước chân thành thơi. As much as you can, from morning to the night, we start from the 9 o'clock until 10 o'clock in the afternoon. We have a different session teaching you how to maintain happiness, how to discover your true nature, how to live by yourself, and how to enjoy the happiness. Chi tâm đảnh lễ thập phương tam thế chư Phật. Chi tâm đảnh lễ thập phương tam thế chư Phật. Chi tâm đảnh lễ thập phương tam thế chư hiền thánh tăng. Chi tâm đảnh lễ thập phương tam thế chư Phật. Chi tâm đảnh lễ thập phương tam thế chư Phật. Chi tâm đảnh lễ thập phương tam thế chư hiền thánh tăng. Xin mời quý vị an toàn. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Mà cái pháp bố thí mà thù thắng nhất vẫn là bố thí vô úy. Tại vì cái pháp bố thí vô úy dẫn tới liễu đoạn sanh tử. Tại sao bố thí vô úy dẫn tới liễu đoạn sanh tử? Nghe giống như câu vẽ chép ở trong sách nào ra không? Còn một bài này thì nói chân lòng từ sư tâm. Chép ở trong sách ra rõ ràng gì? Bố thí vô úy là vì không còn sợ nữa. Nào, bố thí vô úy dẫn tới không sợ. Không sợ rồi dẫn tới gì? Không phiền não. Không sợ thì không phiền não. Không phiền não rồi sao? Đoạn sanh tử phải không? Duyên. Đại khái lộ trình mà quý vị nghĩ là nó như thế này gì? Vô úy
không sợ, không phiền não, đoạn duyên dẫn tới đức sanh tử, phải không? Có ai giơ tay lên? Phải có trí tuệ. Trí tuệ chỗ nào? Trước sanh tử. Trước sanh tử. Kẹt đây đi không? Trí tuệ. Và trí tuệ chỗ đó không có vô mình. Công thức đại khái nó như vậy, phải không? Nôm na là nó gần gần giống như vậy. Nếu quý vị nào đồng ý đây là công thức đúng, là mình giơ tay lên coi. 1, 2, 3, 4. Có 4 người à? Có 4 người vô quý à? Còn nhiều là quý hết trơn, sợ hết trơn à? Sợ cái gì? Sợ nó không đúng ở quê. Đó là chân tâm. Sợ quê, sợ không đúng chứ không sợ sanh tử. Quý vị đâu có sợ sanh tử đâu. Quý vị chỉ sợ là không đúng quê. Mà quý vị tới đây học là để liễu đoạn sanh tử. Đối tượng quý vị đặt sai. Cho nên khi quý vị quán chiếu cái sắc, quý vị bị thọ tưởng cái tâm quý vị nè. Cho nên chúng tôi nói trong cái đạo tràng này, lìa văn tự, lìa tướng. Quý vị chấp, quý vị kẹt. Thấy chưa? Khi quý vị không giơ tay lên là quý vị sợ, tức là quý, sợ phiền, gây ra phiền não, sanh tử. Rõ ràng như này. Xét về cái tâm là quý vị đang sợ. Rõ ràng chưa? Mà hãy càng sợ thì càng sanh tử. Không sợ thì cũng sanh tử. Sợ thì cũng sanh tử. Tại sao lại phải sợ nha? Trả lời chúng tôi coi. Bây giờ mấy cô con gái đi lấy chồng, biết trước sau gì cũng có bầu. Rõ ràng không nè? Thế tại sao sợ có bầu? Cũng như chúng ta đi tu, chúng ta nói sanh tử. Bây giờ chúng ta biết sợ thì cũng tử, không sợ thì cũng tử. Tại sao lại phải sợ nữa? Cho anh Trần phát tay quý vị. Không, cái tâm nó relax, cái tâm nó mới quan trọng. Cái nội dung nó không quan trọng, chúng ta không bao giờ chấp cái nội dung đâu. Chúng ta đâu có khe, đâu có quan tâm là cái người đó có bầu, có bầu, mình đâu quan tâm. Nhưng mà ít nhất mình thông dòng, không có chấp vào tướng, không chấp vào văn tự, không nè. Thế thì bây giờ chúng ta, hồi nãy chúng ta nói về cái tâm rồi, cái gì quý vị biết chưa? Hễ giơ tay lên sợ mắc cỡ thì cái tâm là tâm gì? Tâm sợ, phải không? Như vậy sợ thì cũng sinh tử, không sợ thì cũng sinh tử, mà tại sao mình cứ sợ? Rõ ràng chưa nào? Và chính vì cái sợ đó, càng sợ thì càng sinh tử. Tại vì càng sợ tức là vô minh, vì không thấy rõ thực tướng của pháp cho nên mới sợ. Cái xe này nó cũ, đâu cần sửa làm chi, dục mỏ bỏ gara bán cho wrecker, mua chiếc xe mới đi. Mắc mới gì mà cứ phải sợ nó tiếc, nó sửa tới sửa lui, cái gì nó con ốc thì nó lỏng, rồi cánh cửa thì nó rớt ra, sửa mãi làm chi? Mà rồi có chiếc xe nào xài được mãi mãi đâu. Cũng phải dục nghĩa địa xe. Nó gọi là wrecker, car wrecker. Nó một đống như cái nghĩa địa, nó dục các cái xe cũ vô đó. Rồi nó để cái máy nó dẹp xuống một cái là thành cục sắt, đem đi nấu. Thế thì quy trình của nó là gì? Có một chiếc xe mua chạy một thời gian, dục bỏ trong wrecker. Nó để cái máy nó ép xuống thành là cục sắt. Cục sắt là bỏ vô lò, nấu, lại chạy ra chiếc xe mới. Cái thân chúng ta cũng vậy.
Sanh tử nó y như vậy, chẳng có gì khác. Xe cũ đã hư thì thay xe mới. Sợ cái chỗ nào? Sợ chỗ nào? Không nghĩ ra sợ chỗ nào hết à? Sợ mà không biết mình sợ chỗ nào. Có ai biết sợ chỗ nào không? Sợ chỗ nào? Tại sao biết rằng xe cũ vứt đi phải mua xe mới mà vẫn sợ? Biết rằng sinh tử là trò đùa, đóng phim, đóng kịch. Hết tuồng rồi, đóng tuồng mới. Đóng cái tuồng này là mẹ, kiếp sau bỏ cái xác này, đóng tuồng làm chồng. Kiếp sau nữa, bỏ xác này, đóng tuồng làm thầy tu. Nó là tấm tuồng trên sân khấu chứ nó có là cái gì đâu. Hết tuồng thì thay áo thay quần, mặc đồ khác đóng phim. Tại sao mình lại sợ? Đã đóng phim tức là không thật. Tại sao mình vẫn sợ? Cái đó vẫn sợ. Tại sao mình vẫn sợ? Thực tế vẫn là thực tế, đừng có nói chấp ngủ quần. Sợ chiếc xe nó hư, những chưa đủ tiền xe mới. Tại vì một chữ này nè. Tiếc. Tại vì một chữ này, cho nên sợ. Tất cả những cái gì mình thấy nhà, cửa, đất, đai, xe, cộ, mà nó của ta. Mà bây giờ nó sanh tử thì mấy cái thứ này nó đâu còn, ai xài đây? Tiếc nó dính mắc hàng ngày mình xài nó quen rồi. Từ cái chén cái bát mình cũng quen này. Rồi cái chuông cái mõ mình cũng quen này. Cái áo cái quần mình cũng quen rồi, mình quen hơi rồi. Cái áo nó cũng có mùi chứ. Mặc lâu nó có mùi mồ hôi chứ quý vị. Cũng ưa thích. Mặc áo mới chưa chắc đã thích bằng áo cũ, phải không? Tại vì nó quen. Thế thì tất cả những cái đấy là ái nhiễm vào sắc, rất là vi tế mà mình không biết. Ái nhiễm vào sắc, sắc là các vật chất. Ái nhiễm vào pháp, ái nhiễm vào sắc mà không biết. Thấy không nào? Thì cái đó nó tạo ra cái tiếp. Mà tại sao lại ái nhiễm vào sắc trong khi biết rằng sắc là không thật? Đấy, thì bây giờ mới trở lại cái câu trả lời của chị kia, tức là ngũ uẩn, sáu căn, sáu trần, sáu thức cả lại da. Nó mới lôi mấy cái thứ đó ra. Tức là những cái thằng phù thủy đó nó đánh lừa mình mà mình không có biết. Mình cứ chấp rằng của cải là có thật, nhà có thật, xe có thật, sắc là có thật. Thấy không? Mình cứ tưởng là sắc là có thật là tại mình bị ngũ uẩn đánh lừa, bị sáu căn đánh lừa, bị thức đánh lừa, bị a lại da đánh lừa, bị nó xí gạt hết. Cho nên vẫn nói rằng sắc là có thật. Mà sắc là gì? Duyên sanh. Nó là bóng trăng dưới đầy nước. Ai đi vớt bóng trăng mà cứ tưởng là bóng trăng thật. Đóng tuồng mà hết phim rồi sao? Hết tuồng rồi sao? Diễn viên làm sao? Mặc đồ quan, mặc đồ vua đi ra ngoài đường, người ta là vua đây à? Dẹp đồ cất vào trong tổ, mặc đồ thường đi ra ăn hủ tiếu nhá. Phải không nào? Quý vị thấy các diễn viên á, lúc đứng lên vuốt râu rồi á, đóng vai vua thì có quân hầu. Nhưng mà sau khi hết tuồng rồi sao? Xếp quần áo lại, dục cho trong đó, rồi đi ra ngoài kia ăn hủ tiếu. Nhiều khi thiếu tiền ăn hủ tiếu chịu, tại vì nghệ sĩ là chỉ có tiền. Phải có thực tế vậy không nào? Nhưng mà ở trong tuồng vẫn là vua. Chỗ đó là cái tâm đó. Cái tâm mà làm vua đó là cái tâm giết quý vị. Tại vì nó ái nhiễm vào đó và nghĩ rằng mình là vua. Nó bám cứng ngắc vào đó mà nó không biết được cái thực thể. Mình ở trong túi không có một xu nào hết, phước đức không. Chết là cái chỗ đó. Hiểu không nào? Thế thì cái mà làm cho nó không thấy được đó là căn trần, ngũ uẩn, a lại da, quân tập, tác ý, tạo nghiệp. Tới đây quý vị rõ chưa? Hiểu sơ sơ đại khái cái đó chưa? Rồi bây giờ trở lại cái quy trình. Bây giờ nói tới nội dung, hồi nãy nói cái tâm. Bây giờ nói tới cái nội dung. Vô úy thì không sợ, không sợ thì không phiền não, không phiền não thì không có đoạn, không có tạo duyên,
và có trí tuệ thoát ly sanh tử, đúng không? Nói nội dung nè, hồi nãy nói về cái tâm, tức là nói cái chủ yếu, bây giờ nói tới cái nội dung. Có phải vì không phiền não rồi sinh ra trí tuệ rồi á thoát ly được sanh tử không? Trong kinh Duy Ma Cật, ngài Duy Ma Cật đã nói phiền não tức Bồ Đề. Bồ Đề là trí tuệ. Tại sao nó phiền não là Bồ Đề mà chúng ta nói không phiền não thì dứt sanh tử? Thì nếu mà phiền não là trí tuệ, phiền não là trí tuệ, mà phiền não không phiền não thì là vô minh à? Phiền não là trí tuệ thì không phiền não là vô minh, mà nếu vô minh thì làm sao dứt trí tuệ, dứt được sanh tử? Mà nói rằng không phiền não thì dứt sanh tử, chỗ nào không phiền não thì chỗ đấy là vô minh. Tại vì phiền não tức Bồ Đề. Tại sao vậy? Về nhà vợ nó chửi cho, nó nói anh đó dạy anh nấu cơm hoài mà anh dở quá, cơm lần nào nấu khét, tức quá phải đi kiếm bạn bè mà chỉ tao cách nấu cơm, nấu 5 lần 7 lượt nó không được, cuối cùng cũng phải nấu được cái nồi cơm ngon, một bữa canh cơm ngon. Thế thì từ cái chỗ vợ nó mắng chửi là phiền não, làm cho nồi cơm ngon là trí tuệ, nó đang chết. Đi tới lớp học ở trong chùa, ông thầy nói sao dở quá, nói quá không hiểu, tức qua về đọc kinh đọc sách trì tụng quán chiếu, à thì ra nó như vậy, dễ ổn mà. Thì cái à đó tức là trí tuệ, có gì đâu, càng phiền não thì càng trí tuệ. Cho nên nếu nói không phiền não thì làm sao có trí tuệ? Phiền não tức Bồ Đề mà. Bây giờ nó không phiền não thì không có trí tuệ, tức là vô minh. Vô minh thì làm sao dứt sanh tử? Rõ ràng chưa nào? Cho nên nói về nội dung, cái công thức này không đứng vững. Có đồng ý gì không? Tác giả chưa hiểu. Muốn nhìn rõ sanh tử thì phải có trí tuệ, đúng không? Phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải dẹp cái 5 uẩn, 6 căn, 6 thức, à lại ra muốn nhìn thấy rõ được thực tướng của sanh tử thì phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải không bị cái 5 uẩn 6 căn 6 thức a lại gia này đánh lừa. Quý vị nghe cho kỹ nha, nghe cho thật kỹ nha, chúng tôi lặp lại nè. Đây không phải hát xỉa cả, đây là sanh tử nha. Muốn thấy rõ được thực tướng của sanh tử thì phải có trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì phải thấy rõ thực tướng của 5 uẩn 6 căn 6 trần 6 thức a lại gia và 3 cái lực gà lực cúng. Có ai nắm rõ? Chúng tôi không hề nói tiêu diệt nó nha. Chúng tôi chỉ nói là nhận rõ thực tướng của 5 uẩn 6 căn 6 trần 6 thức, biết nó là cái thứ gì thôi. Chúng tôi không hề nói là dẹp nó đi, trừ nó đi nha. Tại sao vậy? Vì nó chính là ta. Ta dẹp nó đi rồi, ta lấy cái gì? Con mắt mà đuôi rồi làm sao thấy? Cái lỗ tai mà điếc làm sao nghe? Thế thì cái lời nghe là âm thanh, tiếng chửi thì nó từ bên ngoài đưa vào, đâu có bên trong. Mà nghe vào lỗ tai thì thấy nhức nhối. Tại sao kỳ vậy? Tại vì A-lại-da, quy ước của thế gian nói như thế này là ngon ngọt.
tự nhiên có người nói chửi mình thì mình đụng vào cái mà mình có cái phạm trù, mình quy ước, mình nhốt mình vào cái ngục tù trí tuệ đó, thì tự nhiên mình cảm thấy bị thương tổn. Tự mình quy ước ra, mình đặt cho mình một cái tên là cái identity nè. Nói ta là cái này, ta là cái này, ai đụng tới cái này thì mới phiền chứ. Còn nếu bây giờ nói ta là cái xác chết biết đi thì người ta chửi có buồn không? Nói ta là cái thùng phân biết đi thì người ta nói cái người này sôi thối quá có buồn không? Các đệ tử của Đức Thế Tôn nhờ quán chiếu như thế mà chứng đắc A-la-hán. Ngài Ca Diếp quán chiếu tự thi, Ngài nói tất cả mọi người đều là tự thi biết đi, cho nên Ngài nhàm chán, Ngài không muốn gì nữa, nhìn mà không bị động thì nó thanh tịnh, và ngay chỗ đó thấy được cái phần tánh của mình. Các chư Bồ Tát hồi xưa cũng đều vậy, đều quán chiếu, có cái phương pháp pháp quán chiếu. Đức Thế Tôn dạy tứ niệm xứ quán thân bất tịnh để nhàm chán cái thân. Nhàm chán cái thân thì tự nhiên không có dính mắc vào cái thọ, mà chính vì như vậy thoát. Nhàm chán cái thân thì không có nói là cái thân này quý, thân nam, thân nữ. Và nhàm chán cái thân rồi á, thì ngay cả bản thân mình cũng không có quan trọng hóa nó. Thì những cái thọ đến với mình nó mới giá trị. Có bị đập vào tay, có bị chặt đầu cũng không có buồn phiền. Nếu bị chặt đầu mà không buồn phiền, đánh đập mà không đau, mắng chửi mà không trở lại, thì cái tâm gọi là tâm gì? Chính xác, tâm Bồ Đề. Cái Bồ Đề tâm này nó không có kinh sách nào chỉ đó. Người ta chỉ nói loại trừ vọng tâm thì nó phát sinh Bồ Đề tâm. Cho nên đó, bất cứ người tu hành nào cũng phải đều thiện xảo để nhìn rõ thực tướng của căn trần thức ở lại gia. Nhìn được nó rõ nó rồi thì hiểu ngay cái Bồ Đề tâm. Nó không nói được, không diễn tả được, nhưng mà nó là như vậy. Cái lỗ tai nghe mắng chửi mà không khởi tâm buồn phiền thì cái đó là tâm Bồ Đề. Cái lỗ tai nghe mà phiền não thì lập tức có chấp trước, có ngã, có đối tượng, có âm thanh, có cảm thọ. Mà hệ những thứ đó có thì sao? Sanh tử luân hồi, đi vào trong lục đạo ba cõi sáu đường, bị nghiệp lực lôi vào. Tại sao thế? Tại vì nghe mà khởi tâm buồn là tác ý. Nghiệp là gì? Nghiệp dẫn chúng sanh vào trong sanh tử luân hồi, nhưng mà nghiệp rất đơn giản, tác ý, hành, lặp lại. Một hành động lặp đi, có tác ý được lặp đi lặp lại nhiều lần thì tạo nghiệp thôi. Quý vị thấy chưa nào? Nghe âm thanh mà không buồn phiền, không khởi tâm chống trái, tâm vẫn nhu nhuyến coi nghe nhưng mà không nghe, không có phản ứng. Biết đó là tiếng chửi. Cái khó là biết đó là tiếng chửi, chứ không thể nào nói tôi không có cần biết nó là tiếng chửi hay tiếng gì, tôi nghe như nghe bản nhạc, cái đó không thành công. Phải biết rõ ràng đó là tiếng chửi mắng. Biết rất rõ ràng nó đang chửi mình, mà tâm không hề chống trái, tâm không hề phiền não, tâm vẫn thương người ta và không có ghét người ta. Cái đó mới gọi là tâm Bồ Đề. Tại sao? Tại vì nó không chạy theo uẩn căn thức nó lại nha. Nó free from những cái thứ lục cục này. Nhưng mà thực sự những cái thứ này chính là mình, nhưng mà nó không dính vào nữa. Mình có tai, mình vẫn nghe. Mình có ở lại nha, mình vẫn biết đó là người ta chửi mình. Nhưng mà tâm mình không có khởi lên cái thố thất, phiền não, hay là chống trái, hay là thù oán. Cái tâm đó gọi là Bồ Đề tâm.
Thế thì nhờ mấy cái này thấy rất rõ cái kết quả của nó sanh diệt, cái luật nhân quả là có sanh có diệt. Hay có âm thanh mà rót vào trong căn là lỗ tai nghe thì thức sanh, thức sanh đối chiếu với a lại da, có cái tiếng mắng, tiếng chửi, tiếng khen, tiếng chê thì lập tức bị ngũ uẩn đánh lừa. Tại vì nếu có cảm thọ thì lập tức thương cái lời khen, ghét cái lời chê thì lập tức không có trí tuệ. Vô minh ngay, mà vô minh thì sanh hành, hành sanh thức, và cứ như thế thập nhị nhân duyên sanh tử cũng bị khổ đau. Nếu không thấy rõ thực tướng của mấy cái này, căn trần thức uẩn, thì coi như là vô minh. Mà vô minh thì trong thập nhị nhân duyên dẫn tới sanh tử luân hồi. Quý vị tới đây nắm rõ chưa? Nhưng chưa hết, khoan hỏi đi. Ông ơi, tôi bước sang lĩnh vực mới. Hỏi. Thông qua chưa? Một tiếng chửi là thanh, là sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là các cái trần. Một tiếng chửi là trần là cái gì? Sáu trần. Một tiếng chửi là trần, rớt vào trong tai là căn, tạo ra thức. Thức này so đo với cái ở trong a lại da, hai cái nó có sẵn trước, biết đó là tiếng chửi, nó so liền, nhanh lắm, trong tích tắc nó so liền. Tiếng khen nó so liền. Thế mà nó khen á thì khởi cái tâm ưa thích, mà nó chê đó là khởi cái tâm phiền não. Thì nó phải hai cái này nó so với nhau, còn nếu không có là nó không biết được. Thức là không phải cái tánh biết thực sự của căn, mà nó phải so với cái lại nhà thức. Nhưng mà nó khen hay chê, thích hay vui, hay thích hay buồn là nó bị ngũ uẩn đánh lừa. Cái âm thanh thì nó chỉ là cái sóng, cái làn sóng của không gian thôi. Nó từ cái miệng, từ cái cổ của người ta rung lên mới phát ra cái âm thanh. Thì cái âm thanh đó có dính mắc gì tới cái tâm buồn, tâm vui, chẳng qua bị cái cảm thọ của uẩn này. Đưa người ta không đưa sang sông, mà sao có sống ở trong lòng. Thấy không nào? Sống ở ngoài mắc mớ gì, còn mình phải đưa vô trong lòng, cái buồn đưa vô trong lòng. Cái đó là cái gì? Do cái uẩn này được lừa này. Do cái ảnh của uẩn đất lừa cho nên mình nói rằng cái trần và cái căn thì nó sinh ra thức, đo so đo với lại da, cho nên nó khởi lên phiền não hay là hoan hỷ. Khởi lên phiền não hay là hoan hỷ thì đều dẫn tới vô minh, tại vì có ái. Hoan hỷ cũng là ái, mà ghét cũng là ái, vì có ái mới ghét, vì có ái mới hoan hỷ. Màu sắc khác nhau thôi, bản chất giống như vậy, đều là ái. Thế thì vì vô minh thì tức là không có trí tuệ. Mà trong thập nhị nhân duyên, chỗ nào có vô minh thì chỗ đó có sanh tử, ưu bị khổ nào. Công thức Phật dạy rất rõ chứ gì. Có gì còn thắc mắc tôi đã hiểu rõ chưa? Rồi phải không? Cẩn thận nha. Nhưng cái chỗ nhưng này mới khó nè. Nhưng sao? Nhưng nếu biết rất rõ thực tướng của năm uẩn sáu căn sáu trần sáu thức là như nguyện, thì cái gì làm cho biết? Cái gì làm cho biết? Cái trí tuệ nó làm cho biết. Tại vì nó quan tâm, nó biết rất rõ quẩn căn trần thức là như thế. Thế thì hồi nãy mình nói vô minh dẫn tới sanh tử ưu bi khổ não, thì bây giờ đó cái trí tuệ tức là biết rằng quẩn căn trần thức là không thật, cho nên không có phiền não nữa. Thì câu hỏi của tôi là có trí tuệ có thoát được sanh tử và nổi không? Ai nó thoát được tôi lên? Một, hai, ba, ai nữa? Có ba người thoát sanh tử luân hồi.
Ai nói là không thoát sanh tử luân hồi, giơ tay lên. Một, hai, còn mấy người kia bà phải hết à. Rõ ràng cái gì? Không có lập trường. Không có lập trường, quý vị biết cái đó là gì không? Là cái tâm so đo. Và cái tâm so đo là lìa xa đạo. Tại vì không biết đúng sai. Mà không biết đúng sai là vô minh, là lìa xa đạo. Người ta phải dùng cái trực tâm trả lời. Tại sao quý vị không dám trả lời? Quý vị cứ nghĩ thẳng và nói thẳng liền. Theo tôi thấy, trí tuệ giải quyết sanh tử, giơ tay lên. Trúng sáng thành vấn đề. Nhưng mà sử dụng cái trực tâm, cái đó là cái huân tập hàng ngày. Và cái đó mới giúp mình thoát ra khỏi sanh tử. Chứ không phải cái đúng có trí tuệ giải quyết sanh tử như cái công thức này. Cái này là văn tự. Văn tự là hữu vi. Sanh tử là vô vi. Làm sao lấy cái này mà hữu vi giải quyết cái chuyện vô vi? Cái này phương tiện để chỉ thẳng cái tâm của quý vị nè. Có sợ không? Sợ trúng sợ sai không? Nếu không sợ trúng sợ sai tại sao không nhớ tay? Thế là cái tâm sợ đó là cái tâm kẹt đó. Cái tâm đó là cái tâm sanh tử luân hồi. Tâm đó là tâm không cương quyết. Tâm đó là tâm không có tinh tấn. Tâm sợ. Bây giờ quý vị sợ rồi quý vị có chết không? Ai sợ không chết giơ tay lên. Đúng không? Đã biết rõ ràng sợ cũng chết. Mà không giơ tay lên, lạ vậy. Thấy rõ ràng chưa? Quý vị thấy. Đó là cái tâm của mình đó. Và nếu quý vị không hành xử được như vậy, quý vị không sống hàng ngày bằng cái trực tâm, thì coi như cây lúc sống nghiêm hướng nào, khi chết nó sẽ đổ hướng đó. Cửa địa ngục nó chờ, ba cõi sáu đường nó chờ, 12 loại chúng sanh ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó chờ, từ thấp sanh, loạn sanh, kiếp này hai chân, kiếp sau tăng trưởng có thể bốn chân. Đấy, rõ ràng. Tu kiểu đó thì nó ra kiểu đó. Bây giờ hai chân đi không vững, kiếp sau bốn chân đi vững hơn. Thế nên, tại sao mình không có cương quyết, mình sống bằng cái trực tâm của mình? Đúng sai là chuyện thế gian, đúng sai là quy ước của thế gian. Đó là tương đối, có bao giờ đúng ở cái xã hội này nhưng không đúng xã hội kia, đúng ở quá khứ nhưng mà không đúng trong hiện tại, đúng ở hiện tại mà không đúng trong tương lai, đúng ở nước này mà không đúng trong nước kia. Ở bên Hồi giáo đó, một người đàn ông có 4 bà vợ là pháp lý, có 80 bà vợ là hầu thiếp, vẫn được công nhận như thường. Nhưng mà cái xã hội này thử coi, 2 vợ là con vợ nó đem cái dao, nó để cái kéo, nó để đêm nó chờ sẵn rồi. Cho chồng uống rượu say, rồi tối nó sử dụng cái kéo là coi như xong rồi. Nó bỏ cái toilet, nó nhấn một cái là đi tút lút luôn. Ở Mỹ này nó báo hoài mà. Đừng nói cái chuyện 2 vợ, 4 vợ mất công. Nhưng mà bên Hồi giáo 4 vợ là hợp lý, là cho phép công nhận. Mà người đàn ông nó có quyền có nhiều vợ, như người đàn bà. Mà nếu mà nhìn một người đàn ông thôi về bị móc bắt, ôm một người đàn ông ngoài đường á, nó thấy đem về ném đá tới chết. Nó chẳng cần biết là có ngủ với nhau hay không cần biết, nó ném đá tới chết. Cái phong tục của nó, bây giờ có đúng ở bên Mỹ không? Không. Có nghĩa là những cái điều chúng ta biết đúng sai là chỉ tương đối trong không gian, thời gian, địa điểm, nơi chốn, phong tục tập quán con người. Rõ ràng chưa nào? Cho nên tại sao sợ đúng sai? Rồi bây giờ tôi hỏi lại, có trí tuệ thoát ly sanh tử, ai nói đúng, giơ tay lên. Lúc này anh thái không? Rồi gần hết. Ai nói sai giơ tay lên. 1, 2, 3. Có trí tuệ, 3 người này là trúng. Nhưng mà tại sao nào? Nói tôi nghe thôi. 3 người giơ tay. Tại sao có trí tuệ không thoát khỏi sanh tử? Mà thầy, cái trí tuệ nó là trí tuệ gì? Trí tuệ
Bây giờ giả dụ trí tuệ xuất thế gian, tức là lìa xa cái sự chi phối của căn trần thức quẩn. Dạ, thì đi tới vô tận lệ. Là giải thoát khỏi sinh tử, không bao giờ sinh tử nữa. Dạ. Rồi, mời bác. Trí tuệ mà không quyết tâm. Rồi, còn một vị nữa. Đừng sợ, tại vì còn sợ là kẹt. Có trí tuệ làm sao sợ? Có trí tuệ mình biết rồi, đâu có sợ nữa. Phải không? Nếu đã có trí tuệ là mình biết cái chuyện như vậy, thì làm sao sợ? Biết quẩn là gì, biết căn là gì, cái âm thanh người ta chửi mình biết là chẳng qua cái âm thanh ở nơi cuốn học nó vang lên rồi nó đụng vào cái lỗ tai mình. Rồi đó, ở trong cái lại da của mình đó, mình nghe lâu ngày mình quen rồi, cái tiếng đó nó chói lại thì mình nói nó chửi mình gây phiền não. Mà có trí tuệ thì không phiền não đâu. Tức là người ta chửi cũng vẫn không bị ảnh hưởng, người ta khen cũng vẫn không bị ảnh hưởng. Tức là có trí tuệ. Thế thì câu hỏi của tôi là nếu có trí tuệ như vậy, có thoát được sinh tử không? Để bác trả lời. Không. Không. Bác dưới. Có trí tuệ, không có trí tuệ thì cũng sinh tử. Vô minh thì cũng sinh tử. Mà có trí tuệ thì cũng sinh tử. Tại vì hãy có sinh thì cũng có tử. Phật có tử không? Bậc đại trí đại giác có thoát khỏi tử không? Vậy tại sao chúng ta sợ tử nha? Tại vì bây giờ mình đang có sanh thì mình sẽ có tử. Thì đúng rồi. Nếu mình có trí tuệ thì mình có sanh, mình sẽ không có tử. Có trí tuệ. Vẫn thoát lên ra khỏi luân hồi. Có trí tuệ thì vẫn sanh, mà có sanh thì vẫn tử. Hiện giờ mình cái thân này đang sanh. Nghe cho kỹ nè. Câu đó tôi hỏi cô một lần rồi. Đây là ông Phật nha. Tượng trưng như vậy ha, giống như vậy. Phật có tai, có mắt. Hằng ngày vẫn nghe, vẫn thấy. Ngài có trí tuệ không? Có chứ. Ngài có trí tuệ chứ. Ngài có trí tuệ đó này. Ngài biết hết mọi thứ. Nhưng mà có tử không? Có chứ. Hay có sanh thì có tử. Bậc đại trí đại giác cũng không ra khỏi cái sanh tử, hễ sanh thì tử. Mà vô minh thì nó cũng sanh tử. Thế thì khác nhau chỗ nào? Nếu giống nhau người ta mắc mới thì ta phải tu tạm sanh tử Phật chứ. Bên đây nói nhờ thấy được cái chân tâm anh. Chính xác. Cái anh có trí tuệ là Đức Phật nè, anh coi sanh tử như cởi áo, mặc áo. Anh vô, rồi anh ra thăm vong, anh không có dính mắt. Còn cái anh không có trí tuệ thì đau khổ, cái thân mình nó có cái mụn nhỏ, trời sống đau quá. Ông xã vừa mới đứng nói chuyện với cô hàng xóm, 3 ngày ăn không được, ngủ không được. Tức là vô minh cái gì? Có trí tuệ cũng sanh tử, không có trí tuệ cũng sanh tử. Nhưng mà không có trí tuệ tức là vô minh thì bị nghiệp lực xô đẩy
cho nên bắt buộc phải vào trong sanh tử, và bị sanh thì bị tử, không kiểm soát được. Quy luật của các pháp duyên sanh duyên diệt, cho nên hễ có sanh thì có tử. Nhưng cái người không có trí tuệ, vô minh, bị nghiệp lực xô đẩy, cho nên hễ nó đẩy vào thì là sanh, mà nó lôi ra thì là tử, thì là bị nó lôi. Mình không có chủ động được cái gì hết. Còn bậc đại trí đại giác đã có trí tuệ, không bị ngũ uẩn căn trần thức đánh lừa, thì các ngài vẫn sanh vẫn tử, nhưng các ngài chẳng có dính gì tới cái sanh tử đó. Và ngay nhiều khi các ngài phong dong tự tại tới cái mức mà muốn sanh thì sanh, muốn tử thì tử, nhưng mà hễ sanh thì phải tử. Không có ông nào mà từ xưa giờ sống 3.000 năm cho tới giờ hết. Ông nào cũng vậy, sống thời gian rồi gọn. Quy luật có sanh thì có tử, nhưng mà một bên có trí tuệ thì biết được rõ ràng sanh tử, không bị lệ thuộc nơi sanh tử, không vì nghiệp lực lôi vào trong sanh tử, mà là ý chí sanh tử có những cái áo mặc vào cởi ra, và không có đau khổ trong cái sanh tử. Ngài Huệ Khả vào trong tù để cho người ta đánh đập và cho người ta chặt đầu. Ngài Mục Kiền Liên đứng để cho người ta đập cho nát thay. Quý vị tưởng tu là sướng lắm à? Chúng tôi báo cho quý vị biết, tất cả những quý vị nào đã thọ giới rồi, chúng tôi báo cho quý vị biết, khi quý vị đã thọ giới mà quý vị chưa phát nguyện rồi, quý vị phát nguyện là đời này con phải trả hết, đời này con phải xong cái việc lớn, thì bảo đảm như quý vị nó tới nó đòi, nó chửi, nó mắng, nó đánh, nó tra tấn đủ mọi thứ, có nhiều khi mất hết cả tài sản trong tay, mất hết cả danh dự, mất hết cả các cái thứ, để xem có cái còn cái tâm bồ đề không, có phiền não không, có oán hận nào không. Bản thân chúng tôi nè, nói thiệt quý vị, không có cái còn cái cọng lông nào mà nó không đánh mắng chửi, nói xấu đủ mọi cách hết đó. Cái đất nước cộng sản á, 40 tờ báo lớn, 40 tờ báo lớn của đảng liên tục bôi nhọ đánh xấu cả hàng tháng trời, nói toàn những cái chuyện bịa đặt ở đâu, đập cho tôi tan thôi. Thử xem mình chịu nói không? Rồi á, tôi ngồi tôi nghĩ là nó chửi như vậy, thì bây giờ riêng bản thân tôi hỏi, như vậy có phải là nó đòi tôi đã trả chưa? Tại vì tôi nghe, tôi thấy, nhưng mà lòng tôi có buồn, thì coi như tôi đã nhận là gì, nó đã chửi mắng là tôi nhận là gì. Quý vị nghĩ là trả không? Tôi đi vòng vòng tôi hỏi dân chúng ở Việt Nam, Việt Nam nó ôm mấy cái thằng cộng sản nó nói con không tin đâu, dân không tin tức là tôi chưa trả. Khổ vậy đó quý vị, dân chưa tin tức là tôi vẫn còn dân, còn tiếp. Tôi có mất cái gì đâu, mà không mất tức là tôi chưa trả. Chừng nào dân chúng ở trong đó sỉ bả tôi, nó đảng nó nói như vậy là đúng, ông là ông xứng tội, lúc bây giờ tôi mới trả được. Tôi phải trả như là ngài Mục Kiền Liên nó dập thay, trả như là ngài Huệ Khả bị chặt đầu, trả như ngài Hương Vân nó bị đánh hồng máu thì mới gọi là trả. Còn bây giờ nó chửi tôi giống như Bà La Môn chửi Đức Phật. Đức Phật hỏi chứ, nếu ta không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Thuộc về người đó thì nó có nhận đâu. Tôi có bị thương tổn gì đâu. Tôi đi vòng vòng tôi hỏi dân chúng, hỏi 10 người thì 9 người đều nói ôi tôi còn biết, tôi cộng sản, tôi không tin đâu, cái việc thầy làm con biết rồi. Thì cũng như không, nó chửi mà như nước đổ La Môn, tôi không trả được, tại vì dân nó không tin. Cho tới khi nào dân nó tin, nó gặp tôi ngoài đường, nó xỉ bả tôi, nó nói công sư này bạch trần, công sư này cà chớn, công sư này bê bối, thì như vậy tôi mới trả. Quý vị thấy không? Người tu nó khó cái chỗ đó, chứ đừng có tưởng dễ đâu. Đấy. Đấy. Thấy. Nó không phải đơn giản. Nhưng mà khi quý vị đi tu, quý vị phát nguyện cái đời này con phải trả hết cái nghiệp của con, là lập tức chủ động nó tới đòi. Quý vị đi tu mà chưa thấy bị mắng chửi, là chưa bị đánh đập, chưa bị mà khó khăn, là không ăn thua gì, quý vị chưa có phát nguyện lớn. Quý vị thấy còn thông dong, còn nhà, còn áo, còn quần, còn đi thông dong, là quý vị mới tu cái tướng tu chơi cho vui thôi, chưa có tu thật.
Tu thật rồi, quý vị sẽ hỏi những cái vị đã tu thật rồi đều bị hành hạ, đều bị mắng chửi, kể cả trong đạo mà thật có mắng chửi mình nữa, để xem mình có buồn không. Mà nếu mình không buồn, tức là mình tâm bồ đề, không oán mà tâm bồ đề. Nếu thối thất khởi tâm oán thì rớt cái tâm bồ đề. Bây giờ quý vị hiểu tâm bồ đề là gì chưa? Đấy, chúng ta học suốt bao nhiêu lâu thì chúng ta giải quyết những vấn đề gì nào? Chúng ta giải quyết vấn đề gì? Nay chúng ta biết chân tướng của sanh tử, rõ chưa? Chúng ta cũng biết là trí tuệ hay vô minh dẫn tới sanh tử, đều dẫn tới sanh tử. Trí tuệ thì cũng sanh tử, mà vô minh thì cũng sanh tử. Nhưng mà trí tuệ thì ở trong sanh tử mà thông dong tự tại ra vào như là mặc áo cởi áo. Còn vô minh thì đau khổ trong sanh tử trầm luân, bị nghiệp lực đẩy ra kéo vào. Nó chỉ khác có chút xíu thôi, chứ nói rằng có trí tuệ mà thoát sanh tử là nói sai với chánh pháp. Duyên sanh thì duyên diệt, duyên sanh thì nó ra sanh, thì duyên diệt thì nó phải tử thôi. Cho nên sanh tử người ta đặt cho nó cái tên như mặc áo cởi áo, không có gì gọi là sanh tử. Đóng tuồng mà đóng phim á, nó đóng phim sanh á thì thấy nó sanh, mà đóng phim tử thì nó bỏ một hòm. Đóng phim ấy mà có thật đâu. Cho nên sanh tử nói cho đúng là như huyền. Tại sao? Tại vì duyên sanh. Duyên sanh thì duyên diệt, mà cái gì duyên sanh thì như huyền, không thật, ảo thuật nha. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta học, chúng ta biết rõ ràng sanh tử bản chất của nó rồi, chúng ta còn sợ không? Biết nó như huyền có gì đâu sợ. Mà sợ được có thoát không? Sợ không thoát, mà nếu sợ thì sao? Vô minh, đau khổ. Rõ ràng cái gì? Nào, thế thì cái đầu mối của cái trí tuệ hay vô minh là nằm nơi uẩn căn, trần thức, alaya. Và cái quan trọng nhất vẫn là tạp khí. Tạp khí là một sự quan tâm. Thế thì chúng ta 50 năm nay quan tâm theo cái kiểu đó rồi. Cái cây nó nghiêng tới mức này rồi, bây giờ muốn nó đổ hướng khác thì phải kéo nó lên từ từ, phải không? Kiếm cái cần trục kéo lên từ từ. Kéo quá nó gãy, phải không? Kéo từ từ, kéo quá gấp từ từ. Cho nên chúng ta phải công phu miên mật. Công phu thường xuyên, công phu miên mật. Và nếu không công phu miên mật thì không có được. 60 năm chúng ta đã hành xử theo kiểu đó. Bây giờ muốn vặn cái đồng hồ nó xoay ngược lại thì một ngày phải tu ít nhất 15 tiếng đồng hồ. Tu nhanh hơn tu gấp, tu miên mật, không để một cái hở nào xen vào thì mới rút ngắn lại thời gian. Phải không? Nhưng mà tu là hành trì, chứ không phải tu là tới đây ngồi nghe rồi mai hỏi chẳng biết cái gì, trí tuệ là gì, vô minh là gì, sanh tử là gì, cũng chẳng ai biết. Nói dơ tay thì cũng không dơ, mà nói trái cũng không dơ, mà nói phải cũng không dơ. Tức là chúng ta đứng ở trong cái trạng thái gọi là ba phải. Ba phải không? Cái gì cũng phải hết. Ba phải, bốn phải. Rõ ràng phải không? Đấy. Thế thì cái bồ đề tâm nó rất là quan trọng. Người tu hành theo Phật không để mất bồ đề tâm. Mất cái gì thì mất, chứ không nhất định đừng để mất đồ bồ đề tâm. Ai mắng chửi không khởi tâm phiền não, ai đánh đập không khởi tâm oán. Tại vì khởi tâm oán lập tức có tác ý là rơi vào nghiệp và sanh tử con hồn quay trở lại. Bị đó, nó lối. Cho nên chỉ có bồ đề tâm mới đưa tới trí tuệ, cho nên mới thông dong trong sanh tử. Và trong kiếp sống, có gia đình, có mẹ, có cha, có anh chị em, chúng ta có thể gọi cái đó là địa ngục hay niết bàn thì cũng tùy mình. Nếu chúng ta có trí tuệ thì
thì ngay trong cái lò lửa đó nó trở thành ra bàn. Tại sao biết đâu cái lò lửa mà để con heo quay trên đó thơm phức à? Không, đó là cái dụng của sự phiền não. Lò lửa là phiền não vậy, nhưng mà nếu biết cách dùng thì nấu cà phê, sưởi ấm, làm được bao nhiêu thứ hữu dụng, mà nếu không biết thì đốt nhà. Phải rõ ràng chưa? Cho nên cái dụng mới là quan trọng. Các pháp thể tánh tướng dụng lực thì cái dụng vẫn là quan trọng. Vô minh thì cũng sanh tử, trí tuệ thì cũng sanh tử. Vậy có sợ sanh tử không? Không, không quan tâm nữa nhé. Mà nếu không quan tâm nữa thì biết rất rõ, càng không quan tâm thì càng biết rất rõ cái tướng trạng cũng như cái hoạt động của căn trần thức vô minh, vô quẩn, biết rất rõ. Và khi biết rất rõ nó rồi thì làm chủ nó thôi. Ở trong nhà, con mình nó cằn nhằn, mình vừa về đến nhà nó cằn nhằn, thấy giống như địa ngục cái gì. Ở ngoài chủ nợ đòi, lái xe đi ngang đường chạy quá tốc độ, cảnh sát nó phạt 300 đô. À, chạy gần tới nhà xẹp lốt, đang bực mình đủ mọi thứ chuyện, về tới nhà con nó đau bụng, con đau bụng quá mẹ cho con tiền, bực lên tóc nó cái bàn tay, tức là địa ngục cái gì. Nhưng nếu có trí tuệ thì chính chỗ đó là niết bàn. Cái duyên bên kia đâu có ảnh hưởng gì tới mình. Cái duyên mà cảnh sát nó phạt, cái duyên mà xe bị vệ lốt, nó phải ảnh hưởng gì tới cái chuyện cái đứa con trai của mình nó đang có cái problem, nó đang có cái nhu cầu, nó đang muốn người mẹ mở cái tay từ bi ra, cái tay cái tấm lòng thương con ra. Thì nếu mình có trí tuệ thì sao, mình quán chiếu bên kia chẳng dính dáng là cái vụ này, dẹp nó qua bên, ngồi xuống với con hỏi con cần gì để làm gì, mình sẽ tìm cách mình giúp nó. Thì cái đó là niết bàn, cái đó là cực lạc. Còn nếu mình vì những cái duyên bên kia, tức là căn trần quẩn, rồi mình về bị cái đứa con nó quậy, không có gì, về vừa về tới nhà thấy cái bình cổ mình đi đấu giá ở trong một cái cuộc gây quỹ, mình đấu giá 50.000 đô, về thấy nó xô một cái nát tương đờ dưới đất, sách cây quấn nó la hết ông sợ, cái đó là địa ngục cái gì. Nhưng nếu mình biết chẳng qua nó bị cái vô ý, nó trở chân, nó té, rồi nó xô cái bình bể, thì mình lập tức, mình mà là người có trí tuệ thì mình làm sao? Người trí tuệ hành xử theo kiểu có trí tuệ thì lập tức hỏi con ơi, con có sao không? Không nghĩ tới cái bình, con có sao không? Thì cái đó là niết bàn. Trí tuệ thì thấy sanh tử như huyền, biết làm cái đó là niết bàn. Bây giờ quý vị, tới đây quý vị rõ được cái Bồ Đề Tâm nội gì? Rồi, có câu hỏi gì không? Không ha. Không thì chúng ta nghỉ chút, hồi hướng. Hay muốn hỏi nữa? Rồi, nghỉ chút đi.